80% người mới học tiếng Trung sẽ sai những điều này. Ủa, là gì đó? Alun, chín quả này chú nở. Ồ, tôi chú chú phân tại chán thiên. K.O. Tôi chú chán thiên chú phân. Lối đầu tiên mình muốn chia sẻ đến là trật tự câu trong tiếng Trung hay bị sai. Tại sao đó? Bởi vì là tiếng Trung và tiếng Việt nó sẽ khác nhau chỗ là trật tự câu trong tiếng Trung. Nhưng mà có nhiều người là bị ảnh hưởng bởi tiếng Việt, đâm ra mình nói những câu bị sai. Ví dụ trong tiếng Trung, trật tự câu phải là chủ ngữ, thời gian, địa điểm, hành động. Mình không thể nào đảo địa điểm lên trước hoặc là thời gian ở cuối được. Nhưng mà trong tiếng Việt thì mình có thể đảo thời gian ở cuối, địa điểm ở cuối như thế nào cũng được. Nhưng mà trong tiếng Trung khi mà mình nói đúng văn phạm nha, thấy nha, nói đúng văn phạm phải là chủ ngữ trước, cộng cho thời gian, cộng cho địa điểm và cộng cho hành động. Ví dụ câu mình nói là tôi ăn cơm ở nhà đi, thì là tôi là chủ ngữ nè, ở nhà là địa điểm, rồi cộng cho chữ ăn cơm. 我在家吃饭。我在家吃饭。 Nhưng mà mình để ý là có nhiều bạn mới vừa học tiếng Trung lại bị ảnh hưởng bởi tiếng Việt, đâm ra sẽ nói mấy câu là 我吃饭在家 là sai nha, không đúng nha. Còn một điều nữa cần chú ý chính là hồi nãy câu trúc chủ ngữ, thời gian, địa điểm, hành động. Nhưng mà nhiều khi mình không nhất thiết phải có đủ 5 yếu tố này nha. Nhiều khi mình không có thời gian thì bỏ đi, mình nói chủ ngữ, địa điểm, hành động. Hoặc là có khác, nhiều khi mình không có hành động đi, mình nói chủ ngữ, thời gian, địa điểm nó cũng ok nha. Hỏi luôn, xung kỳ nị. Ồ, chơ sư 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 mơ. K.O. Ồ, chơ sư sư mơ sư. Lỗi thứ hai mình muốn chia sẻ đến là cách dùng sai của từ sần mơ. Mình cứ để ý là có những bạn học viên khi mà mới học tiếng Trung bị dùng sai từ sần mơ rất là nhiều nha. Bởi vì là họ bị ảnh hưởng bởi tiếng Việt. Bởi vì tiếng Việt mình hay nói là sách cái gì đúng không? Năm ga mình dịch sang tiếng Trung cũng bị ảnh hưởng là su sần mơ là sai nha. Nhưng mà mình nhớ trong tiếng Trung từ sần mơ nó hay cộng cho danh từ. Cho nên khi mà mình nói câu là sách gì vậy, cái gì vậy, hay là người gì vậy, mình nhớ là 什么 cộng danh từ. Ví dụ như sách gì đi phải là 什么书, hay là người gì đi 什么人, 什么人. Nhớ nha, đừng quên nha. A Luân, 这个杯子是谁的? Oh, 这是杯子的我. K.O. Oh, 这是我的杯子. Thứ ba chính là cách dùng sai từ tớ, chữ của trong tiếng Trung nha. Bởi vì trong tiếng Trung và tiếng Việt nó sẽ ngược nhau khi mà mình dùng chữ tớ. Trong câu là sách của tôi thì tiếng Trung phải đảo lại tôi của sách. Nhớ nha, khi mà mình dùng tới chữ tớ trong tiếng Trung, mình nhớ là phải đảo lại sách của tôi, 我的书, hoặc là người yêu của tôi, 我的爱人, 我的爱人. Cho nên mình nhớ mà, khi mà mình dùng đến chữ từ, chữ của trong tiếng Trung, mình nhớ bắt buộc phải đảo ngược lại nha. Một điều cần chú ý chính là khi mà quan hệ sở hữu giữa người với người thì mình lược bỏ chữ từ được nha. Ví dụ mình nói là ba của tôi đi, thay vì mình nói là 我的爸爸 thì mình lược bỏ 我爸爸 vẫn ok nha. Nhưng mà trường hợp sở hữu giữa người với vật hay là vật với vật đi, bắt buộc phải có tên nha. Ví dụ như câu là xe của tôi, 我的车, 我的车. Ok, 好了, 都学会了吗? 别忘了关注哦, 再见.